vận động viên Hàn Quốc tuột huy chương vàng vì ăn mừng sớm ở ASEAN. Vui mừng khi sắp cán đích và không để ý đối thủ, Jung Cheol-eun khiến Hàn Quốc thuộc huy chương vàng trượt patin tiếp sức nam tại ASEAN 19. Hàn Quốc tham dự nội dung trượt patin tiếp sức 3000m nam với 3 thành viên, gồm Choi In-ho, Choi Kwang-ho và Jung Cheol-eun. Họ giành huy chương bạc với thành tích 4 phút 5,702 giây, chậm hơn 0,01 giây so với đội về nhất Đài Loan, 4 phút 5,692 giây. Nếu không có khoảng khắc sơ sẩy của Jung ở những mét cuối, có lẽ chức vô địch đã nằm trong tay Hàn Quốc. Họ dẫn đối thủ trong phần lớn thời gian khi Choi In-ho và Choi Kwang-ho thành công trong việc ngăn chặn sự bám đuổi từ Chen Yang-chen và Chao Tu-su-chen. Tuy nhiên, trước khi vượt qua vạch đích, Jung giơ tay chia vui mà không ngờ Huang Yulin, Đài Loan, kiên trì bám đuổi và tiếp cận ngay phía sau. Ở khoảnh khắc quyết định, vận động viên Đài Loan vươn dài chân trái và chạm vạch đích trước đối thủ chỉ trong tích tắc. Cho đến trước khi kết quả hiện lên trên bảng điện tử, Hàn Quốc vẫn nghĩ rằng đã chiến thắng. Ba vận động viên của họ ôm nhau vui mừng nhưng rồi chưng hửng. Thất bại này có lỗi lớn của tôi. Tôi thật sự xin lỗi đồng đội và người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi, Jung nói sau lễ trao huy chương. Khi được hỏi bản thân đã tính toán khoảng cách với đối thủ như thế nào, Jung nói anh quá thất vọng và chỉ có thể nghĩ về sai lầm lớn của mình. Vận động viên Hàn Quốc cũng cho biết đã xin đồng đội tha thứ vì phung phí lợi thế do họ tạo ra. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng cuối cùng thất bại hoàn toàn do lỗi của tôi, Jung nói. Ở nội dung này, Ấn Độ giành huy chương đồng với thời gian 4 phút 10,128 giây. Trước đó, đội trượt patin Hàn Quốc cũng thua Đài Loan, nhận huy chương bạc nội dung tiếp sức 3000m nữ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.